Đầu tiên là các bạn làm sạch màn hình. Ở đây thì mình cứ xài cồn cồn xanh cũng được. Thì chúng ta đã nhỏ một ít vào trên cái màn hình đó, thì chúng ta dùng cái khăn giấy khô chúng ta lau sạch cũng được. Đó cách mình hay dùng. Còn không, các bạn dùng khăn 1-2 trong túi đi kèm các bạn lau cũng được. Khăn số 1 phải lau trước, khăn số 2 lau sau. Okay, đây là miếng dán cường lực 2.5D, On Clear True 2.5D của Yakay, dành cho cái dòng cường lực iPhone 678 dòng 2.5D này. Thì các bạn có thể 678 nó xài chung các bạn nha, nó là kính dạng kính trong nó. Thì cách dán này nó cũng tương tự như cho những cái dòng 2.5D khác và những linh kính kính cường lực trong khác thôi. Chúng ta phải làm sạch màn hình, đó là bước rất là quan trọng. Thôi nhiều khi thời gian làm sạch màn hình nó còn lâu hơn cái thời gian mà chúng ta dán nữa. Đó, thì mình thấy có tí bụi, nói chung là mình kỹ, mình có thấy tí bụi là mình cứ lần tiếp lau tiếp đó, cho nó sạch. Đó, chúng ta lọc từ từ hướng này ra nè, thấy bụi mình lại phủi bụi tiếp. Đó, lột nó ra cái miếng siêu dưới hết ha, đặt ngay vô loa xong đừng cho chỗ loa dính một chút xíu thôi, ở dưới cái nút home chúng ta khoan để dính nha, chúng ta xoay cho nó ngay cái nút home lại đó. Thì chúng ta thả tay ra, còn kính này thì nó auto hit, các bạn thấy là cái keo nó tự động nó lan ra ha, chúng ta chỉ dừng chậm cái là nó tự động nó hit hết cái màn hình đó, rất là dễ dàng và đơn giản như vậy đó. Thì thường thì chỉnh dòng này thì nó không có hở cái mép trắng, nhưng mà một số dòng có thể là cái mép nó bị hở trắng xíu thì chúng ta dùng keo đi kèm, cái keo da cây đi kèm thì chúng ta phết, nhưng sau đó chúng ta dùng cái đèn UV chúng ta chiếu lên, hoặc là chúng ta phơi nắng khoảng 5 phút cũng được. Nhưng mà dòng iPhone 678 này thì nó hết luôn, ok, rất là đẹp, chúng ta đỡ mất công phải xử lý cái phần viền cong đó. Đó, các bạn thấy là cái kính đó, sau khi được dán xong thì như thế này, chúng ta vuốt nhẹ ngay mấy chỗ cái mép cho nó dính sát lại một tí nữa là ok. Đó, rồi chúng ta làm sạch bụi lại là xong. Đó, nó khá là đơn giản. Các bạn coi, kính rất là bóng, cực kỳ trơn láng, và cái mép này bo cong 2.5D rất là bo rất là cong, nó vuốt vào nó không có bị cấn tay nữa các bạn. Đó, nhìn rất là đẹp, xài nó trơn, rất là trơn, và nhìn nút home không, nó nhô hẳn, bo cong rất là đẹp. Các bạn thân mến, cái phần hướng dẫn cái dán cường lực True 2.5D của Yakay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác của đồ chơi di động.com nhé.